Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Mỹ tại Nhà Trắng. Phát biểu với báo giới tại phòng bầu dục trước khi bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết ông có thể tham dự lễ khai trương đại sứ quán mới của Mỹ ở Jerusalem, khẳng định quan hệ giữa hai nước hiện chưa bao giờ tốt đẹp hơn, dù chuyến thăm dự kiến vào tháng 5 tới sẽ là một thách thức an ninh và ngoại giao lớn. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump chuyển đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem, vốn cũng được người Palestine tuyên bố là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Theo giới chức Mỹ và Israel, nỗ lực thay đổi hoặc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, cũng như những quan ngại về tầm ảnh hưởng của Tehran tại Syria, là trọng tâm nghị sự trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Hiện Thủ tướng Israel đang trong chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng ở trong nước. Ngay trước khi ông Netanyahu tới Washington, một cựu trợ lý của ông đã đồng ý ra làm chứng trước tòa.